đau đớn như những bệnh hết. Như vậy thì rõ ràng hai cái kết quả điều trị này nó rất khác nhau, đúng không các bạn? Cái hiệu quả điều trị của hai thuốc này nó rất khác nhau, mặc dù nó đều giúp cho bệnh nhân sống được 5 năm, nhưng một người thì sống rất là tốt, một người sống rất là vui vẻ, một người thì sống rất là đau đớn cho bệnh tật. Thì hai cái hiệu quả điều trị của hai thuốc A và B này rõ ràng là rất khác nhau. Do đó thì anh nghĩ đến một cái chỉ số tiếp theo và hiện nay nó được xem là chỉ số tốt nhất để đo lường trong cái tế dược, đó là chỉ số chất lượng sống. Chỉ số chất lượng sống thì cái chỉ số này nó không chỉ quan tâm đến là bệnh nhân sống được bao nhiêu năm, mà nó quan tâm đến là chất lượng sống của bệnh nhân như thế nào, sống có vui hay không, sống có thoải mái hay không, sống có đau đớn gì hay không. Thì nó quan tâm đến những cái vấn đề đó, có sinh hoạt bình thường được hay không, có đi đứng tự đi đứng lại được bình thường hay không. Thì đó là chỉ số chất lượng sống. Chỉ số chất lượng sống thì để đo lường nó thì chúng ta có rất nhiều phương pháp đo lường, và nó nói chung là nó rất là nhiều cái kiểu cách đo lường khác nhau. Thì các bạn sẽ giới thiệu các bạn một số các phương pháp đo lường mà người ta hay sử dụng. Bây giờ mình trước tiên đó là mình nhớ với thầy cái khái niệm này. Thì chỉ số chất lượng sống thì thường người ta đo lường bằng cái chỉ số là QALY, đó là số năm sống có chất lượng. Đôi khi thì các bạn sẽ thấy người ta cũng có một số cái người ta viết tắt lên là QOL. Thì đó là một số từ khóa, nhưng mà chúng ta thường thấy nhất đó là chỉ số QALY. Rồi QALY là gì? QALY là viết tắt của cái chữ là Quality Adjusted Life Year, là những năm sống được điều chỉnh bằng chất lượng. Chính xác từ từ đó là những năm sống được điều chỉnh bằng chất lượng, nhưng mà chúng ta nói ngắn gọn là những năm sống có chất lượng. Chúng ta hiểu được nhận đó là những năm sống có chất lượng, những năm sống tốt, những năm sống khỏe. Thì cái chỉ số QALY này nó được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1968 bởi cái tác giả đó là Herbert Grumman. Thì cái nhóm tác giả này, nhóm này, những nhà khoa học này là những người họ quan tâm đến nhóm bệnh nhân bị suy thận, và họ nghiên cứu rất nhiều liên quan đến những bệnh nhân mà suy thận nặng, xem là cái cuộc sống của những bệnh nhân này bị ảnh hưởng như thế nào, sống có tốt hay không, sống như thế nào. Thì các bạn thấy biết rồi, thận là một cái cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể, đúng không? Nó có chức năng gì các bạn? Thanh lọc. Đào thải, chức năng ngoại tiết đó là đào thải chất độc. Rồi ngoài ra thận nó còn có những cái chức năng liên quan đến nội tiết nữa. Kèm theo thận nó sẽ có là hai cái nguyên tử thận. Thì có những một số chức năng nội tiết, ví dụ như là thận thì nó còn nằm, nó có liên quan đến cái hệ renin nữa, các bạn còn nhớ không? Cái hệ acetylcholine renin nó điều chỉnh về huyết áp. Rồi thận thì nó cũng có liên quan đến một số vấn đề khác, ví dụ như là chuyển hóa canxi, vitamin D, vân vân. Như vậy thì khi bị suy thận á, thì sức khỏe bệnh nhân sẽ bị suy giảm rất là nhanh. Đặc biệt là những bệnh nhân mà phải chạy thận, thì thứ nhất đó là cứ một tuần như vậy phải nằm viện mấy ngày để chạy thận rồi, thì sức khỏe chắc chắn sẽ rất là không tốt. Và thứ hai đó là khi mà bị suy thận thì cơ thể chúng ta sẽ nó sẽ bị tích trữ những cái chất độc, nó không được thải ra hết giống như là một người bình thường, thì nó sẽ dẫn đến đó là suy đa cơ quan, và dần dần sức khỏe bệnh nhân sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đó thì cái nhóm tác giả này họ quan tâm đến cái sức khỏe của những bệnh nhân suy thận mạng này, họ xem là liệu rằng những người này mặc dù họ sống chạy thận thì họ sống như được bấy nhiêu năm đó, bấy nhiêu tháng đó, nhưng mà chất lượng sống của họ thật sự có vui vẻ với cuộc sống đó hay không. Họ đề ra một cái chỉ số đó là chỉ số QALY, chất lượng sống tốt hay không, sống có khỏe hay không. Và những cái năm đầu tiên khi mà người ta đề ra cái chỉ số này thì người ta đo lường nó rất là đơn giản, bằng một số cuộc câu hỏi rất là đơn giản, nó chỉ có 5 câu thôi, nó hỏi về vài khía cạnh là anh chỉ cảm thấy như thế nào về cuộc sống, vân vân. Nhưng mà sau này thì người ta phát triển ra rất là nhiều bộ câu hỏi, rất là nhiều cái thang đo lường về cái chỉ số của cuộc sống này. Thì nếu mà các bạn đánh tiền cái chữ QALY và đánh tiền cái chữ quality of life thì nó sẽ ra rất là nhiều bộ câu hỏi khác nhau liên quan đến cái chất lượng sống này. Và sau này thì cái QALY này được áp dụng trong cái tế dục chúng ta rất là nhiều, tại vì nó rất là thuận tiện, nó đo lường chung luôn cho bệnh nhân, nó không cần biết là bệnh nhân mắc bao nhiêu bệnh, dùng bao nhiêu thuốc, nó chỉ đo lường chung bây giờ anh cảm thấy như thế nào, sống có khỏe hay không, sống có vui hay không, sống có tự điều chỉnh được những vấn đề sống của mình hay không, và nó đo lường chung luôn, nó không có quan tâm đến những cái chỉ số về kết quả điều trị cho từng bệnh, những bệnh một. Rồi ở đây chúng ta có một cái công thức mà các bạn phải nhớ, đó là QALY nó sẽ bằng lít nhân với u, lít đó là số năm sống đạt được.
tại vì cái clip nó rất là dễ, à, clip chúng ta rất là dễ để chúng có thể đo lường được, chúng ta chỉ cần khảo sát xem người nhân sống bao nhiêu năm thôi. Nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta phải biết được cái ung, cái hệ số chất lượng sống, thì mỗi bệnh nhân sẽ có những cái hệ số chất lượng sống khác nhau. Ngay cả những người bình thường như chúng ta, à, mình hệ số chất lượng sống nó cũng sẽ có sự khác biệt. Rồi hệ số chất lượng sống này là gì? Nó là nó phản ánh cho chúng ta biết là sức khỏe của bệnh nhân có tốt hay không, à, chất lượng sống nó có tốt hay không. Và hệ số U thì nó thông thường nó sẽ đi từ 0 cho đến 1. 0 là bệnh nhân tử vong và 1 là bệnh nhân hoàn toàn khỏe, là cái người đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có gặp vấn đề gì về sức khỏe hết thì nó sẽ bằng 1. Ở đây chúng ta làm thử một cái ví dụ đến liên quan đến cái công thức này ha. Cái ví dụ rất là dễ. Để các bạn tính giúp thầy cái khoa ly trong 5 năm sau, trong 8 năm sau của bệnh nhân này sẽ là bao nhiêu. Rồi một bệnh nhân có kỳ vọng sống là 8 năm, có nghĩa là bệnh nhân có clip là bằng 8. Rồi, tuy nhiên trong 8 năm đó thì chất lượng sống của bệnh nhân nó thay đổi liên tục, nó giảm, nó tăng giảm thay đổi liên tục. Thì 3 năm đầu tiên đó, thì cái chất lượng sống của bệnh nhân có hệ số U bằng là 0,7. Rồi, 2,5 năm tiếp theo thì nó giảm 0,6. 2 năm tiếp theo nó giảm xuống 0,5 và nửa năm cuối đời nó chỉ còn 0,2 thôi. Bây giờ các bạn tính giúp thầy xem là 8 năm sống đó khi mà chúng ta quy, chúng ta điều chỉnh về quali thì nó đang bao nhiêu? Bao nhiêu? Như đây các bạn sẽ lấy là 3 nhân với 0,7 cộng với 2,5 nhân với 0,6 và tương tự như vậy. Các bạn làm những cái năm sau và tính cộng là xem là U của mình, xin lỗi, khoa ly của bệnh nhân bằng bao nhiêu. Mình ghi đơn vị thì mình phải ghi đơn vị là khoa ly. Thì ở đây các bạn thấy mặc dù bệnh nhân sống được 8 năm nhưng mà thật sự cảm thấy vui vẻ được và sống tốt được thì nó chỉ có 4,7 năm thôi. Và 3,3 năm kia nó mất ở đâu? Đó là 3,3 năm kia nó mất bởi vì đau đớn và bệnh tật và vân vân. Rồi giờ các bạn tự đánh giá xem là chất lượng sống của mình hiện tại thế nào. Hãy cho các bạn tự cảm điểm xem. Hệ số U chúng ta đi từ 0 đến 1 ha. Để chúng ta tìm hiểu về hệ số U một xíu. Cái hệ số U đó là cái hệ số chất lượng sống, hệ số thọ dụng. Thì cái U càng cao thì sức khỏe càng tốt, à, sống càng tốt. Nếu mà U bằng 1 thì chúng ta là hoàn toàn khỏe mạnh ha. Nhưng mà U bằng 0 đó là bệnh nhân tử vong. Rồi bây giờ mình thử đánh giá xem là chất lượng sống của mình hiện tại như thế nào. Các bạn thử đánh giá xem là U của bạn hiện tại là còn bao nhiêu. 1 hay là 0,5 hay 0,8. Nếu mà tự đánh giá như vậy thì các bạn đánh giá được không? Rồi, lát mình sẽ tìm hiểu xem là cái cách để chúng ta đo được cái này như thế nào ha. Rồi, ở đây thì các bạn nhớ giúp thầy ha. U bằng 1 khi mà bệnh nhân thành phần bệnh U bằng 0 khi bệnh nhân tử vong. Rồi bây giờ mình đặt ra một cái câu hỏi là có trường hợp nào mà U bằng âm hay là không? U bằng âm có nghĩa là nhỏ hơn 0 hay không? À, không là chết, không là tử vong, nhỏ hơn 0 có nghĩa là sống không bằng chết á. Thì có trường hợp nào như vậy không các bạn? Có trường hợp nào không? Hôn mê, sống thực vật, vân vân. Thì các nhà khoa học người ta cũng rất nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Mặc dù lúc đầu khi mà người ta đề ra cái hệ số U này thì người ta chỉ xét là từ 0 đến 1 thôi. Nhưng mà sau đó thì có một số nhóm nhà khoa học người ta quan điểm là những trường hợp là bệnh nhân mà họ sống nhưng mà họ không nhận thức được về cuộc sống, hoặc là người có máy móc thiết bị để duy trì sự sống, ví dụ như những bệnh nhân bị hôn mê sâu và rơi vào tình trạng là đời sống thực vật chẳng hạn, thì họ sẽ xét như là bệnh nhân đó là hệ số âm. Tuy nhiên đó là những trường hợp rất đặc biệt và chúng ta chỉ quan tâm đến những cái thông thường nhất, đó là từ 0 đến 1 thôi. Còn những cái trường hợp mà âm đó thì nó cũng có tùy theo quan điểm của các nhà khoa học, tùy theo cái bệnh lý đó nó đặc biệt như thế nào thì nó cũng có thể có. Nên sau này nếu mà mình có gặp một cái trường hợp nào mà chúng ta đọc những cái bài báo liên quan đến chất lượng sống thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh lý đó có thể dẫn đến là hệ số âm để chúng ta cũng đừng có bất ngờ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái phần đó là chúng ta tìm hiểu xem là
đó là phương pháp đo lường trực tiếp và phương pháp đo lường gián tiếp. Thì mỗi phương pháp nó có nhiều cái cách đo lường khác nhau nữa, nhưng mà nói phân tích chung chung về cái ưu và nhược điểm á thì chúng ta thấy như thế này. Đối với cái phương pháp đo lường trực tiếp là chúng ta đo trên từng bệnh nhân một và cái cảm nhận của bệnh nhân đó về cuộc sống luôn, có nghĩa là chúng ta hỏi trực tiếp về cái cảm nhận của bệnh nhân đó về cuộc sống của họ. Do đó nó sẽ rất đúng trên từng cái từng đối tượng bệnh nhân. Đối với đo lường trực tiếp thì chúng ta sẽ có một cái kết quả rất chính xác trên từng đối tượng bệnh nhân. Còn tuy nhiên cái phương pháp này lát mình tìm hiểu mình sẽ thấy rằng nó rất là mất thời gian, tại vì cái người đi lấy thông tin á phải hỏi bệnh nhân, phải giao tiếp với bệnh nhân, tạo một cái niềm tin với bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân cảm thấy thoải mái rồi thì chúng ta mới đặt ra được những cái câu hỏi để đo lường cái chỉ số hiệu quả này, sẽ là đo lường cái hệ số chất lượng sống này. Còn ngoài ra đối với phương pháp đo lường trực tiếp thì có một số bệnh nhân chúng ta sẽ không áp dụng được, ví dụ như là những bệnh nhân không thể giao tiếp, những bệnh nhân không thể họ mất đi cái khả năng mà suy luận hoặc là họ mất đi cái khả năng giao tiếp vân vân, thì chúng ta sẽ rất khó không thể nào dùng được cái phương pháp đo lường trực tiếp này. Rồi sau đó thì người ta tìm ra cái phương pháp nhanh hơn, dễ dàng hơn, đó là phương pháp đo lường gián tiếp. Thì phương pháp đo lường gián tiếp chủ yếu đó là thông qua bộ câu hỏi và lắng nghe sự mô tả. Thì bộ câu hỏi đó có thể là bệnh nhân sẽ tự đặt hoặc là sẽ có một cái người khác bám nhìn cho họ quan sát và lắng đọng. Thì tùy theo bộ câu hỏi thì chúng ta trưng bày và chúng ta chọn cái bộ câu hỏi cho nó phù hợp. Ví dụ như đối với những trường hợp mà bệnh nhân có thể tự trả lời được thì chúng ta sẽ dùng những bộ câu hỏi mà bệnh nhân tự trả lời về cái cảm nhận cuộc sống của họ trong cái bộ câu hỏi đó. Còn đối với những trường hợp mà bệnh nhân họ quá lớn tuổi đi, họ không thể tự trả lời được hoặc là họ không có khả năng đọc, họ không có khả năng nhìn, thì lúc đó sẽ nhờ điều dưỡng hoặc là người nhà bệnh nhân sẽ trả lời vào dựa trên cái kết quả quan sát cái bệnh nhân đó. Thì chúng ta có rất nhiều bộ câu hỏi. Tuy nhiên đối với phương pháp đo lường gián tiếp này á thì nó bị một cái là bởi vì chúng ta không đo lường trực tiếp trên từng bệnh nhân, không đi hỏi từng bệnh nhân một, nên đôi khi kết quả có được nó không có chính xác. Và vì nhiều khi có những bệnh nhân họ có thể họ tự đọc cái bảng đó, họ tự đọc, nhưng mà đôi khi về cái nhận thức của họ nó bị suy giảm do bệnh lý thì họ sẽ không hiểu hết được cái câu hỏi và họ đọc không có chính xác. Hoặc là chúng ta không kiểm soát được chất lượng, ví dụ chúng ta đưa những cái phiếu khảo sát đó cho điều dưỡng đánh thì đôi khi điều dưỡng họ không đánh chính xác trên từng bệnh nhân một, dẫn đến kết quả chúng ta không có đúng. Và cái quan trọng nhất của cái phương pháp đo lường gián tiếp này đó là chất lượng của một bộ câu hỏi. Cái bộ câu hỏi đó nó có thể rất là hay, nó có thể rất là chính xác để đo lường trên đối với đối tượng là người châu Âu, nhưng mà khi đem về Việt Nam dịch từ bản tiếng Anh qua tiếng Việt đi hỏi thì cái kết quả nó sẽ rất là khác. Và cái bộ câu hỏi nó phụ thuộc vào cái chất lượng của bộ câu hỏi rất là nhiều thì chúng ta mới có được cái kết quả tốt. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu một số cái phương pháp đo. Thầy sẽ giới thiệu các bạn một số cái phương pháp đo lường trực tiếp trước. Thì trong phương pháp đo lường trực tiếp thì thầy hướng dẫn cho các bạn ba phương pháp. Thì phương pháp đầu tiên đó là phương pháp time trial. Chúng ta có thể dịch đơn giản đó là phương pháp đánh đổi thời gian. Thì phương pháp này chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta biết được là chất lượng sống của bệnh nhân thì tạo ra làm sao? Đối với phương pháp này thì cái người đi đi khảo sát trao đổi với bệnh nhân một số vấn đề để cho bệnh nhân cảm thấy là cởi mở và thoải mái với cái người đi khảo sát hơn. Sau đó người đi khảo sát sẽ đặt ra một cái tình huống như thế này. Họ sẽ đặt ra tình huống như thế này. Thay vì anh sống với cái bệnh lý này nè, anh đang bị bệnh đúng không? Anh thay vì anh sống với cái bệnh này trong vòng 10 năm thì anh sẽ đồng ý đổi 10 năm sống với bệnh đó, lấy bao nhiêu năm sống hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh cái gì hết. Rồi, các bạn hiểu cái câu hỏi chưa? Anh sẽ đồng ý đổi 10 năm sống với bệnh, lấy bao nhiêu năm sống khỏe? Chưa? Và người bệnh nhân họ có cái bệnh, họ biết là cái bệnh của họ là đau đớn như thế nào, rồi bị tổn thương như thế nào, mệt mỏi như thế nào, thì họ sẽ có cái sự quy đổi ra thành những năm sống khỏe. Như vậy thì theo các bạn, nếu mà một bệnh nhân sống với một cái bệnh lý rất đau đớn thì họ sẽ đổi 10 năm sống với bệnh thấy nhiều hay là ít năm sống khỏe các bạn? Ít năm thôi là họ đã đồng ý đổi rồi đúng không? Tại vì mặc dù có 10 năm nhưng mà 10 năm này nó không đáng để sống, thì thà tôi sống ít hơn nhưng mà sẽ sống khỏe hơn. Thì cái câu trả lời của bệnh nhân nó sẽ giúp bạn nắm cho mình biết là chất lượng sống của bệnh như thế nào,
nếu bệnh nhân đọc